Đi ra. Lên chân. Thì hôm nay là nhà mình sau những ngày cách ly thì qua đi chơi nữa, nên là mình sẽ mình sẽ trổ tài cho nhà mình thấy là mình sẽ làm gì ta, chế biến một con mực khổng lồ. Rồi đó, khoe áo cho mọi người đi, khoe áo đi. À là một phút rồi nha mọi người, sắp tới xỉ me qua sắp mở áo bán. Bên bay là xỉ Simeo nha. Ai? Đó, rất là nhiều áo. Pen pen thì mọi người hãy nhớ đó, nhớ vào fanpage Simeo để coi các mẫu nha. Dán. Dán ơi. Dán. Nè. Ai? Thì miếng tụ. Hello đi. Mụn cái mặt nó xíu. Đó, mực khổng lồ. À, mình sẽ chế biến con mực này nha mọi người. Với lại khoan từ từ. Lại xung quanh đó là còn có vú dê bình thường. Nhà mình thích ăn vú lắm. Còn này là mình thích ăn nè, thịt heo gần. Đó, bây giờ mình sẽ chế biến cái con mực này. A few moments later. Trời. Nhà này bán có tiền á. Bữa em thấy người ta bán á. Cho mấy 200 một cái này nè. Ô cái nang này á, cái nang này ăn được không? Không biết để làm cái gì nữa. Để lát lên mạng sợ đó xem. Xịn dạ. Ôi lần đầu tiên làm con mực gì biết vậy á? Không, em phải suy nghĩ là cái nang mất bà nó mấy lạng rồi. À. Con mực hai cái máy xong mất bà nó mấy lạng. Xịn dạ. Cứng à. Này về đặt đầu được á chị. Thử đầu em á. Thử nha mọi người. Dạ. Yeah. Vậy vô đặt đầu đúng rồi đó. Chị đợi em nha. Em mới tìm ra. Anh biết này là gì không? Không. Đặt đầu anh á. Gì vậy? Để đặt đầu anh á. Ở trong con mực á, cái nó ra quy vậy luôn nè. Cái nàng á. Ờ, cái nàng của nó. Nãy nó mực đúng rồi. Cái nàng mực đi. Mực không? Không, ý là đụng thử đi. Không, cái nàng. Đụng thử đi. Ý là đụng. Trời kia. Đã không? Nè bóp thử đi. Bóp thử đi. Cho người tan ta biết. Quá à. Không có tan em rửa xà bông rồi. Cứng quá à. Thì để đập đầu anh mà. Nha. Mốt nha mọi người láo láo rồi. Đó, vô đầu liền. Bye bye dánh nha. Bye bye. Bye dánh kìa. Bye bye. Thôi để em lột cho. Cho em lột đi. Em đã nói với bạn là em làm mà. Tôi làm nha mọi người, chứ không phải là chị tôi làm nha. Cái nàng mực này của người ta, bữa em thấy nó có bán. Để đặt đầu mà. Lão quầy chúng em nữa không? Bây giờ em quầy vô máy quầy rồi. Đây, để em. Lột từ từ nha. Rồi. Lột từ từ thôi nha. Ok. Đã lột xong hết, chứ con mực còn được cái rưỡi. Cái nàng với cái da. Lột da đó. Đúng không? Đang ngủ đúng không? Cái da nhiều không? Dài, da nó dài lắm. Nhiều. Cắt. Kéo á, cắt quá. Da hồi để nướng giòn giòn nha. Wow. Xí ăn hấp mà. Xí hấp mà. Mực da nướng. Em làm mực hấp. Vậy lát da nướng. Vậy cái này vậy làm. Giống da chăn không? Ừ, giống da con chăn ghê luôn á.
vậy? Đầu của con cắt bể cái gì của nó nữa. Thôi. Lát cắt bể. Ở cái chị, mực của nó dơ. Cái này. Nhìn nè. Lát nó cắt bể cái mực của nó dơ. Chị không biết làm đâu. Con mắt đó, chị lấy con mắt ra đi. Thì con mắt hồi nướng ăn không? Ghê quá. Ai ăn mắt mực kìa. Ăn mực rồi. Cái đó có gì vậy chị? Cái răng đó. Răng mực á. Ừ, hả? Đây là răng con mực nè mọi người. Wow. Làm cái đầu sao đó. Chị em xả miếng nước nha. Chị biết này là gì không? Mèo. Gì đây? Không nghe thấy. Thề nó trông nó giống mèo. Cái con rắn. Không phải cánh dế. Răng con mực á. Đụng thử đi. Thôi. Tay chết đi được. Cả biết phòng. Thấy không? Dán nhìn anh kìa. Đúng. Đụng thử đi. Đi. Ôi kìa. Đường dán á, đường dán. Thôi, dơ. Ừ, dơ. Cho nó nhìn thôi. Nè, dán răng mực nè con. Răng mực nè. Ờ, răng mực á. Dính kén hả? Dính có kén không? Ủa, kén. Kén hả? Ai nói nó là cho em thử sức đi mà. Chị làm lại cắt đi. Nhưng mà chị làm bể rồi. Chị làm bể cái con mắt của người ta rồi. Chị kêu em cắt. Nó lỏng le luôn rồi nè. Thấy chưa? Trời ơi, con mắt của tôi. What the hell? Lỏng le luôn. Có da mực có chi, có da mực còn như con chăn nữa. Ghê. Lát nướng ăn. Ghê đâu, nè. Đầu giá. Lát nướng ăn ngon quá. Dám ăn không? Dám ở không? Hôm nay là mèo đã chưa nước. Cái nhiều này nước đủ quá ha, hơi nhiều không? Không biết nữa. Mực chín rồi mọi người ơi. Ôi ơi, nóng quá. Rồi nha. Rồi, gấp ra, gấp ra. Sao gấp ta? Lóc lâu không làm. Cầm cái xác vô cái đầu của em. Sao có nó gãy đầu. Ai nấu vậy? Em nấu. Thế á? Ờ hả? Thế là được trong phòng mà. À, siêu vậy? Siêu. Wow. Wow. Tên tên. Yeah, boy. Kiên vào, kiên vào, ô xin, kiên vào. Nhanh lên, dính hai mình. Ok, ô xin. Ơi, dính, 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 dính. Dạy, dạy. Dạy, 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 dạy. Vô, bây giờ mình sẽ sực sực cái con mực của mình trước nha mọi người. Đây là cái răng mực. Em chăm nhé.
nước chấm khá là ngon. Chấm thần thánh. Ờ, nước chấm thần thánh. Ăn một cái là ghi liền. Tua. Nói đi. Ngon không? Ui. Thế nào thế nào? Thay đổi quá chả nhìn nhìn thẳng. Chả nó miếng quá là, nhìn nó ăn. Cầm thêm trái. Thôi rút qua miếng rồi. Đầu đi, người quay phim, đợi cuối cùng. Dạ. Để đựng đút ổng. Nhìn đúng không? Nó nhìn ngon quá hả? Ừ, mắt rồi. Phải không? Chín chưa? Chưa. Chưa chín đâu, đừng ăn. Rồi. Nè, thôi, cái mặt đó là tụi nói cái này. Ui, cho mấy ơi. Đợn, 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 đợn. Ừ. Thôi, trả thức chị cho. Em nấu mà. Ngày hơi đút luôn. Xèo, xèo, xèo. Đút không chưa? Xèo. Xèo á. Để nấu cho có, đã tốt nghiệp quá. Đấy, đồ trắng ngon ghê đó. Đồ trắng ngon ghê mọi người ơi. Đồ trắng chứ làm á. Đồ trắng ngon quá. Đồ trắng xí xay chứ làm. Wow. Cái yên tâm đi, nhà tôi là hả? Ăn con mực này không có chuyện đâu. Mình biết rồi. Ai xem miếng trên mạng á, ở lấy cục quần á, bỏ vô. Đâu có. À. Mà đem mà đem. Ngon nè. Giòn giòn. Dai dai. Thì dám nhìn thấy cái dễ ăn. Dễ đang ăn rau mực. Quê bái luôn. Quê đi. Ngon kìa. Ngon quá mọi người. Cái này bữa nó thiếu rồi. Bữa hôm không có này. Này là bữa nhất rồi đó, con đó mua. Ừ, bữa nhất. Cái kia trên 3kg là phải đặt. Phải đặt hàng. Phải đặt hàng nó mới có. Bà nhỏ nói nó hiếm lắm. Phơi phơi. Siêu ngon luôn. Đi, chị đi. Hãy đưa nhau. Ừ. Này, dày quá. Này, thịt heo này. Thế chủ rồi. Ừ. Có nào cũng chín nè. Nè, chín nè, sắp chín nè. Chìm vô đi. Cắt cho. Nè, chín đó. À, cắt, cắt cho đâu. To 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 to.
Chơi nổi không? Dạ. Được sớm. Hết luôn, hết luôn, hết luôn, hết luôn. Hết luôn, hết luôn nhé. Ừ, hết, vô luôn, vô luôn, vô luôn. Mấy cái bỏ đó anh. Nhìn ra nè, thêm miếng mực nữa chén, thêm miếng mực. Mấy chuyện à.